Xin chào các bác đang theo dõi video. Hôm nay là thứ hai ngày 12 tháng 8. Cả kiến nổ cũ chúc cho các bác có một tuần nhiều niềm vui. Hôm nay thì trở lại với chuỗi những series giới thiệu với các mẫu đồng hồ xưa và kiến nổ cũ mang tới cho các bác 7 mẫu đồng hồ. Hôm nay thì đa phần tất cả 7 mẫu đồng hồ này thì đều là các mẫu đồng hồ cơ cót, đồng hồ xưa chính hãng đã qua sử dụng. Ở đây có 4 mẫu là đồng hồ Thụy Sĩ, hai mẫu đồng hồ Liên Xô cổ và một mẫu là đồng hồ Nhật xưa. Thì cả 7 mẫu đồng hồ này đã lau dầu, đã kiểm tra và đồng hồ đều hoạt động rất là tốt. Thì ngay sau đây các bác hãy theo dõi video, em sẽ giới thiệu chi tiết về từng mẫu đồng hồ ạ. Mẫu đầu tiên trong video này là mẫu AN1. Đây là một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ tới từ thương hiệu Anker. Một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ cổ của thương hiệu Anker. Mẫu này thì chạy máy cơ cót 17 chân kính. Như các bác có thể thấy ở đây thì mẫu này có cái thiết kế phần vỏ ngoài mang đậm cái dấu ấn của thời gian, với cái mặt đồng hồ nó có màu hơi ngả sang màu vàng. Thiết kế phần chỉ số nhìn rất là ấn tượng và đặc biệt. 4 vị trí 3, 6, 9, 12 thì là được thể hiện bằng số học trò. Các vị trí còn lại của đồng hồ được điểm xuyết bằng những cái hình thoi dạng phối, nhìn rất là đặc biệt, đậm dấu ấn cổ xưa luôn ạ. Chiếc kim dây thì được phối cái màu đỏ ở phần mũi tên này, núm của đồng hồ đây. Đồng hồ là nguyên zin, vỏ núm máy nguyên zin các bác nhé. Một thiết kế tới từ thương hiệu Anker, mẫu đồng hồ rất là xưa rồi. Bây giờ em sẽ mở máy, như các bác có thể thấy là mặc dù là đồng hồ rất là xưa, thời gian nó cái đời của nó cũng khá là sâu, nhưng mà cái vỏ ngoài của nó này rất là đẹp, chất thép còn rất sáng. Bây giờ em sẽ mở máy của mẫu Anker này ra. Như các bác có thể thấy đây này, máy và đồng hồ máy mặc dù là đời của nó rất là sâu rồi, nhưng mà máy thì thực sự rất là đẹp. Máy ở trên này rất là đẹp luôn, không chê điểm gì được. Cái phần bánh răng này như các bác có thể nhìn là nó có cái gai ở bên ngoài này. Đồng hồ chạy máy cơ 17 chân kính, máy rất là đẹp, sáng luôn. Một mẫu đồng hồ cổ dành cho các bác mà yêu thích các mẫu đồng hồ xưa cổ, muốn sưu tầm đồng hồ thì mẫu này dành cho các bác. Mẫu đồng hồ Anker mã AN1 này có cái sườn sai mặt khá là nhỏ, size 33 đến cảm hứng là 35. Tuy nhiên rằng là nó có 4 cái chân rùa. Như các bác có thể thấy đây là nó khá là dài, thì tính cái chiều dọc này của đồng hồ thì các bác tay lớn đeo vào nhìn cũng rất là ok. Này các bác yêu thích các mẫu đồng hồ xưa này thì mẫu Anker mã AN1 này là một cái lựa chọn rất là phù hợp để đưa vào trong cái bộ sưu tập của các bác, mẫu đồng hồ xưa cổ. Các bác vui lòng nhớ mã dùm em nhé, thì các sẽ tiện cho các bác trong quá trình chốt đơn cũng như là tiện cho các bác trong quá trình theo dõi giá. Ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách để mình có thể xem được chi tiết giá của từng mẫu đồng hồ trong video này. Như các bác có thể thấy ở đây là cái phần video nó hiển thị ở trên điện thoại, thì nó sẽ có cái phần tiêu đề. Và ngay cái phần tiêu đề này có một cái nút mũi tên trỏ xuống. Còn nếu như các bác xem ở trên máy vi tính thì nó sẽ có cái nút, có cái phần gọi là xem thêm, cái chữ xem thêm nho nhỏ ở bên dưới cái dòng tiêu đề này. Thì các bác ấn vào mũi tên này, nó sẽ sổ xuống ở bên dưới là bảng giá chi tiết của từng mẫu đồng hồ luôn trong video các bác nhé. Đấy thì nó sẽ hiện giá ở bên cạnh này. Nếu như các bác thấy ở bên cạnh cái giá mà nó có chữ đã chốt hoặc đã bán thì chiếc này có thể em đã nhận cọc, đã nhận cọc của khách, hoặc là em đã chuyển hồ đi rồi các bác nhé. Đấy thì các bác lưu ý giùm em. Ngay bên dưới cái phần bảng giá là cái hình thức thanh toán và số tài khoản của cửa hàng kiến nổ cũ. Mọi chi tiết các bác cần liên hệ, cần hỗ trợ hay là cần chốt đơn, các bác vui lòng nhắn về số Zalo của cửa hàng là 0936 050424. Các bác lần đầu tiên biết tới kênh Kiên Đồ Cũ thì các bác vui lòng là ấn cái nút đăng ký màu đỏ này, thì các bác ấn vào nó sẽ xuất hiện cái mũi tên, cái quả chuông bên cạnh,
thì các bác ấn vào hình quả chuông đó thì sẽ là những các bác sẽ là những người đầu tiên nhận được thông báo khi mà kênh đồ cũ lên sóng những video tiếp theo giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa. Mẫu số 2 trong video là mẫu có mã E26, một thiết kế của thương hiệu Enika, thiết kế rất là quen thuộc của đồng hồ Enika xưa. Đồng Enika, thương hiệu Enika với biểu tượng là hình ngôi sao thổ. Chiếc này có vỏ núm máy nguyên zin các bác nhé. Đây các bác có thể thấy phần núm này, cái biểu tượng ngôi sao thổ này theo thời gian nó cũng đã bị mờ đi rồi, tuy nhiên vẫn còn có thể nhìn rõ được. Vỏ ngoài thép không gỉ. Đây là dòng Ocean Pier, hòn ngọc của đại dương. Cái biểu tượng là chuột cái heo bên cạnh ngôi sao thổ này. Vỏ ngoài thép không gỉ rất là sáng. Đồng hồ là có kính mica. Phần mặt của đồng hồ với thiết kế cái phần chỉ số dạng khối nhìn khá là đặc biệt. Phần mặt nó cũng đã nhuốm rõ nét cái màu của thời gian. Kính mica có một vài cái vết xước ở trên phần kính này các bác nhé. Vỏ sau của đồng hồ đây, thiết kế vỏ sau là mặt đa giáp. Đồng hồ chạy máy cơ cốt 17 chân kính. Size mặt của đồng hồ này là size 35 ạ. Đồng hồ đã được lau dầu và căn chỉnh. Em sẽ mở máy để các bác có thể xem chi tiết máy bên trong. Đây là phần máy bên trong của mẫu Enika có mã E. Mã là E26. Phần máy vàng nguyên bản rất là đẹp, như các bác có thể thấy ở đây này. Trên thân máy có khắc dòng chữ Enika Watch Suite này, Enika Thụy Sĩ này. Thông số máy nó ở bên dưới cái phần quay này, con quay này của đồng hồ đây. Phần máy của đồng hồ rất là đẹp, không chê được điểm nào hết. Máy rất là đẹp, máy Enika nguyên bản. Một chiếc đồng hồ nguyên bản tới từ thương hiệu Enika Thụy Sĩ. Bác quan sát lại phần nắp sau của đồng hồ này. Trên cái phần nắp sau nó có khắc cái dòng chữ Enika này, Thụy Sĩ này. Đấy. Tất cả cái chi tiết còn nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Toàn kim đồ cũ thì bảo hành 1 năm và bao ship trên toàn. Nhớ dùm em mã của đồng hồ em vừa giới thiệu Enika mã E26 ạ. Mẫu số 3, mã H46. Một đại diện tới từ thương hiệu. Thương hiệu này là, để em chỉnh cái tên của nó lên. Đây rồi, thương hiệu Heber với biểu tượng là ba cái cây à. Cái này vừa giống ba cái cây mà cũng vừa giống ba cái mũi giáo. Đây các bác nhìn rõ cái biểu tượng của nó chưa ạ? Mặt sau cũng khắc cái biểu tượng này rất là rõ ràng đây. Thương hiệu đồng hồ Heber, mã H46, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xưa với phần mặt được thiết kế là mặt bát úp, các chỉ số là dạng khối, kim vuông. Chiếc này thì chạy máy cơ cót 17 chân kính. Khi mà các bác lắc đồng hồ ấy thì các bác xoay khoảng 3 vòng, các bác lắc nhẹ lên đồng hồ đã xoay rồi thì các bác sẽ lên cót tiếp cho đồng hồ này. Chạy máy cơ cót Thụy Sĩ rất là đẹp, kính mica. Mỗi một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thì nó đều mang một cái nét riêng của thương hiệu. Chiếc này thì phong cách vừa cổ điển vừa sang trọng lịch lãm. Size mặt của đồng hồ là size 34, đến cả núm là 36. Bác cổ tay từ 17 trở xuống đeo đẹp. Bốn cái chân rùa này như các bác thấy này, nó thiết kế nó cũng rất là khác biệt đấy. Cùng là chân rùa thôi nhưng mà mỗi một mẫu nó có một cái thiết kế mang cái dấu ấn riêng của thương hiệu. Bây giờ em sẽ mở máy của mẫu Heber này, mã H46 này để các bác cùng xem. Rồi, mở máy của mẫu Heber này để xem bên trong. Đây các bác này, phần máy bên trong của đồng hồ đây. Máy rất là sáng. Đây là máy ETA
để em xem kỹ cái thông số của máy này. Máy ETA 2750 các bác nhé. Máy đồng hồ Thụy Sĩ này. Trên cái phần nhỏ nhỏ này nó có khắc cái dòng chữ Thụy Sĩ đây. Rồi bảy chân kính. Máy còn rất là đẹp. Còn kết nối cũ thì bao ship trên toàn quốc và bảo hành 1 năm thì các bác mua đồng hồ tại cửa hàng. Các bác yêu thích các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ thì chỉ với tầm giá là khoảng 1 triệu thôi là các bác đã có thể sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xưa chính hãng tại cửa hàng kết nối cũ rồi. Tiếp theo em là mẫu Thụy Sĩ Rufina có mã là R055 tới từ thương hiệu Rufina. Như các bác có thể thấy ở đây là phần đồng hồ này, trên mặt của đồng hồ nó có những cái dấu ấn của thời gian. Tuy nhiên rằng nó không ảnh hưởng đến cái phần thẩm mỹ vì nhìn cái phần này nó lại giống như là những cái họa tiết ở trên mặt đồng hồ đấy ạ. Phần kim và chỉ số đồng điện với nhau là cùng là được mạ vàng. Và cái phần chỉ số này như các bác có thể quan sát ở đây là nó thiết kế nó rất là ấn tượng. Nó được chạm khắc thành giống như là những cái hình mũi tên đấy. Và tại vị trí 3, 6, 9, 12 những cái mũi tên này được chạm khắc theo dạng kiểu mũi tên dạng chìm, nhìn rất là nổi bật. Mẫu này thì có size mặt là size 36, chưa tính núm. Đồng hồ Rufina với cái mã là R055. Vỏ ngoài của đồng hồ là thép không gỉ. Đây, phần mặt sau của đồng hồ được khắc cái biểu tượng là một chiếc vương miện. Đây là phần mặt sau, thiết kế mặt sau cũng rất là khác biệt. Thương hiệu Rufina, Thụy Sĩ. Rồi, phần máy bên trong của Rufina đây ạ. R055, trên thân máy được khắc thương hiệu Rufina. Switch make 17 chân kính đây. Máy cũng rất là đẹp. Các bác cùng ngắm lại mẫu đồng hồ Rufina mã R055 tại cửa hàng kim nồi cũ. Mỗi mẫu đồng hồ lên sóng tại cửa hàng thì đều thông thường là sẽ chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Nhưng các bác nào yêu thích thì hãy nhắn tin ngay về số Zalo 0936050424 để cửa hàng có thể gửi hình chi tiết và chốt đơn cho các bác. Mẫu số 5 có mã là B78, một đại diện tới từ thương hiệu Botox. Đồng hồ Botox dành cho lính Hồng quân Liên Xô. Mã là B78. Với một cái vòng đo phút ở bên ngoài. Chiếc này thì chạy máy cơ cót 17 chân kính với phần núm ở vị trí 2 giờ. Vỏ ngoài của đồng hồ còn khá là sáng, xuất hiện một vài cái vết ở trên cái phần vòng điều chỉnh phút ở bên ngoài thì nó không đáng kể. Các chi tiết của đồng hồ còn rất là ok, đồng hồ hoạt động tốt, đã được lau dầu. Như các bác có thể thấy ở đây, phần vỏ ngoài thép không gỉ cũng rất là đẹp này. Núm của đồng hồ là núm dạng vạn cổ trai, một thiết kế quen thuộc của thương hiệu Botox hay là các mẫu đồng hồ chung dành cho lính Hồng quân Liên Xô. Chiếc này thì nên cơ cót, núm vạn cổ trai còn khá là đẹp. Bốn cái chân của nó với thiết kế dáng rất là khỏe, rất là khỏe khoắn năng động, dành cho các bác có cổ tay từ 18 trở xuống. Phần mặt sau của đồng hồ là cái hình ảnh quen thuộc với minh trên biển của các mẫu đồng hồ dành cho lính Hồng quân. Cần xem hình ảnh máy của mẫu B78 Botox này thì các bác hãy nhắn về Zalo cho cửa hàng, em sẽ chụp hình ảnh gửi các bác. Ở đây thì hiện tại em chưa có cái thiết bị để mở nắp đằng sau nên là em không mở trên video cho các bác xem được. Đồng hồ thì đã lau dầu và căn chỉnh đầy đủ các bác nhé. Mẫu R40, một thiết kế rất là độc đáo tới từ thương hiệu Raketa.
với cái phần mặt được làm rất là lớn. Với size mặt ở đây là size 40 các bác ạ. Một đồng hồ có phần mặt rất là lớn cho các mẫu đồng hồ xưa size 40. Và trên phần mặt thì nó được tích hợp cái phần lịch. Cái này người ta còn gọi lịch vạn niên. Và cái phần chỉ số của đồng hồ này thì nó được làm tích hợp với cái số La Mã từ 1 cho tới 12, thì rất là độc đáo, lạ mắt. Và tại cái vị trí cái góc từ 5 cho tới 7 và ở phía trên là góc từ 11 cho tới 1 này là nó có cái vòng xoay của 5 và có cái dòng chữ ở trên là chữ Nga thì em không nhìn rõ là gì, nhưng mà cái này được điều chỉnh ở cái đúng bên dưới này. Xuất phát điểm là năm ra đời của đồng hồ năm 1992 và điểm kết thúc năm 2012. Đấy là mẫu này là đã có cái niên đại là từ năm 1992 rồi. Có lịch ngày thứ luôn các bác này, đều là tiếng Nga cả, đều là tiếng Liên Xô. Phần mặt sau của đồng hồ đây ạ. Chiếc này thì máy cũng rất là đẹp. Thì giờ em sẽ mở máy để các bác cùng xem. Rồi, ok. Đây là phần máy bên trong đây các bác này, máy rất là đẹp nhé, máy rất sáng, máy Su 262HD, rất là đẹp, vỏ núm máy nguyên zin. Duy nhất một chiếc mã AL40, Raketa tích hợp lịch vạn niên, tích hợp tin đồ cũ. Các bác có cổ tay lớn, các bác đeo cái này rất là đẹp, cổ tay 18, 19, 20. Đây như cổ tay em là 15,5 thì đeo nó sẽ cảm giác hơi to một chút. Màu của đồng hồ là màu xanh, xanh da trời. Kính Mica. Cái kính này thì cửa hàng em đã thay mới rồi, vì cái kính cũ của nó thì nó cũng đã có cái nhiều vết nứt vết xước, nên là cửa hàng đã thay mới kính này các bác nhé. Mã AL40 ạ. Kết thúc video ngày hôm nay, cửa hàng kênh đồ cũ giới thiệu cho các bác mẫu đồng hồ cổ của thương hiệu Seiko có mã là S7000. Đây là mẫu đồng hồ có vỏ núm máy nguyên zin, chạy máy cơ cốt. Rồi, khi mà vặn khoảng 3 vòng này các bác lắc lên, đồng hồ nó sẽ chạy cốt. Rồi, chiếc này thì chạy máy cơ cốt 17 chân kính với cái phần mặt được trải tia dọc, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Đây các bác này, dưới ánh sáng này, mặt trắng, chỉ số trắng, đồng điệu, nhìn rất là đẹp. Không ai có thể nghĩ rằng đây là một chiếc đồng hồ được thiết kế từ những năm 1960. Vỏ núm máy, tất cả các chi tiết còn nguyên zin, chỉ có duy nhất là phần mặt kính Mica này thì đã thay, vì cái mặt kính Mica nguyên bản của nó đã quá cũ và có nhiều vết xước rồi. Đây phần mặt sau của đồng hồ đây còn rất là đẹp các bác nhé, có những vết chảy xước nhưng không đáng kể với một chiếc đồng hồ ra đời từ những năm 1960. Size mặt của nó là khoảng size 35, 36. Đấy. Bây giờ em sẽ mở cái phần mặt sau để các bác có thể xem được chi tiết máy bên trong. Đây các bác này, máy rất là đẹp luôn. Đấy, máy 7000. Đồng hồ Seiko máy 7000 rất là đẹp. Nắp sau của đồng hồ đây. Đấy. Máy nguyên bản 7017 chân kính. Để tìm được một chiếc đồng hồ xưa của Seiko nguyên bản mà máy nó còn đẹp thế này thì không có nhiều các bác nhé, rất là ít thôi. Và em phải tuyển lựa rất là kỹ thì mới tìm được những chiếc đồng hồ nó còn nguyên bản và nó còn đẹp như thế này. Thì các bác yêu thích mẫu đồng hồ xưa, thích sưu tầm đồng hồ thì đây là một cái đại diện mà các bác không thể bỏ qua cho bộ sưu tập của mình. Các bác cùng xem chiếc S70 khi lên tay này, S7000 em xin lỗi, S7000 khi lên tay rất là đẹp và sang trọng, màu trắng. Vừa xong thì cửa hàng kết nối cũ đã giới thiệu đến các bác chi tiết về 7 mẫu đồng hồ. Thì các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào trong video này, hãy nhanh chóng nhắn tin về số Zalo của cửa hàng kết nối cũ là 0936050424 để có thể nhận được hình ảnh chụp chi tiết và có thể chốt đơn được với cửa hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài kinh doanh về lĩnh vực đồng hồ thì cửa hàng kết nối cũ còn kinh doanh về lĩnh vực xe đạp địa hình, xe đạp thể thao. Các bác yêu thích các mẫu xe đạp thì có thể lên Google search Kiên xe đạp để xem được các hình ảnh
chi tiết về các mẫu xe đang có tại cửa hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.